Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, thể theo lời yêu cầu của quý vị thì chúng ta cùng với nhau chăm sóc bộ ba tam sơn ngũ quái, nhất là cái cậu thám tử cao này ha. Gần đây thám tử cao tấn công ni rất là nhiều, cũng như là sản phẩm của Hồng Loan. Cái sản phẩm của Hồng Loan có tốt hay là xấu thì khán giả người ta biết, tại vì người ta bỏ tiền ra, người ta mua về, người ta xài. Với lại cái giá của Hồng Loan thì cũng không có đến nỗi nào cao lắm. Các bạn cũng biết là mỹ phẩm mà đa chức năng lắm, và nó có nhiều thành phần cấu tạo ở trong đó. Tôi muốn nói là cái nhiên liệu đó. Tôi thì không rành về cái sản phẩm đó, nhưng mà nếu mà tôi muốn lên review cái sản phẩm nào, ít nhất tôi cũng phải mua về. Tôi không xài, nhưng mà tôi phải mua về cho bà xã tôi xài, hay là tôi xài, đại khái là như vậy. Rồi mình phải đợi một vài ngày, nhưng mà sản phẩm thường thường các bạn phải chờ tới nếu mà nó có phản ứng liền á thì nó 1-2 ngày, có nghĩa là phản ứng xấu á. Còn tốt thì phải từ từ, nó thấm vào da của mình, mụn hay là bất cứ cái gì cũng gì đó. Không thể nào nó như được thuốc tiên. Các bạn bỏ ra có mấy trăm ngàn à, các bạn muốn nó tốt liền thì đâu có được. Trời ơi, người ta phải bỏ ra, người ta phải nhiều khi đi thẩm mỹ rồi xài biết bao lâu, 1-2 tháng hay kia nọ, 2-3 tuần thì nó mới được ấy, chứ làm sao mà được. Nó phải giống như lời của thám tử cào nói. Thám tử cào không dám bỏ đồng tiền ra để mua sản phẩm nó về xài, thì làm sao mà review mà nói sản phẩm của Hồng Loan có vấn đề, sản xuất hồi năm nào, rồi bây giờ expire là hết hạn rồi năm nào. Ủa, nó vẫn còn là 2025 hết hạn, thì cái mắc quái gì mà lên mà soi mối chuyện của làm ăn của người ta. Nên nhớ, soi mối chuyện làm ăn của người ta, nói xấu chuyện làm ăn người ta giống như đập đổ chén cơm của người ta vậy. Thì mình sao, ai soi mối cái tôm khô của mình xuất xứ ở đâu, hàng trôi nổi đó. Rồi mật ong ở đâu, hàng trôi nổi đó. Tại vì những lời của thám tử cao nói không thể tin tưởng được nữa. Cũng như là đưa thông tin ra, ba của Hồng Loan ở Đồng Nai, mẹ Hồng Loan ở Bến Tre, rồi bây giờ sao, có không? Chứng minh đi, toàn nói láo. Tiếng Mỹ gọi là bullshit. Nó láo không à, xạo sự, đặt điều vu khống. Thấy người ta làm nên ăn ra, tức tưởi ganh tị. Vì người ta không cho mình làm đại lý, nên nhớ rằng người ta không cho mình làm đại lý sau khi mình xin xỏ người ta, tại vì mình có cái vấn đề. Chứ nếu không, giống như Ni nói bây giờ, anh chàng này cũng là trùm cái thông tin về bên nhà số 5 ở đầu thời điểm rồi. Nhưng mà tánh háo thắng, ngựa non háo đá, tưởng là một tay che trời, mình thì làm được tất cả mọi thứ, luôn cả vấn đề mà kiện tụng luôn nữa, ngáo quyền lực, ngáo trên mạng, nghĩ rằng mình là người ở trong ngành điều tra tìm hiểu đủ thứ hết. Thật ra cũng vào Facebook rồi vài thông tin lượm lặt được, trở thành thông tin nóng thôi. Tôi thì không thích đàn ông mặc váy, mà đàn ông mặc váy mà cứ bám vào váy của cái đàn bà kiếm tiền nữa thì ôi thôi, tôi quá nể luôn á. Lượt view bây giờ xuống quá thấp, sub thì bị trừ, quyền là người ta hủy kênh đó các bạn, thì là biết cái thái độ hành động của khán giả đối với mình như thế nào rồi. Cứ hai người mà một bên thì được khán giả đăng ký kênh và sắp lên nhiều, còn một bên thì quỷ kênh và người view của mình càng ngày càng xuống thấp, là sao? Là cái thái độ của mình và cái đạo đức của mình khi mà mình lên cái drama này. Cũng giống như mình xin nhắc lại một cái cô người thứ ba, cho nên thám tử cao chuẩn cô ba ở Kiên Giang. Khi mà thường thường livestream thì các bạn biết rằng thám tử cao ít có bao giờ mà trả lời phone lắm, và cũng có nói khán giả rằng là livestream không trả lời phone, hoặc là để một chút trả lời sau vấn đề mà mua hàng bán hàng này các bạn. Thì cô ba này nói thẳng luôn,
Lúc trước thì con lên con bán mật ong, rồi bây giờ con xong con nói chuyện của Ni với lại của Loan hoài, tội người ta quá, người ta đã khổ sở lắm rồi mà con lên con cứ gieo khổ người ta hoài. Con đi làm từ thiện mà sao con sân si, con ganh tị quá vậy? À, cô chắc cô không mua mật ong của con đâu, lúc đó quê rồi, quê quê đổ liền quê. Cái lỡ lỡ mà mở lên cho khán giả nghe, tại vì lúc đó đang nói chuyện tấn công Ni và Hồng Loan, tưởng rằng sẽ có fan của mình phải không, có khán giả vô sẽ nói thêm tấn công bên Ni và Hồng Loan nữa, ai ngờ đâu bị một cú vố quá, bé cái nhầm mấy lần luôn rồi các bạn. Ừ, nhầm nhiều lần lắm rồi, giống như bữa hở mà cái vụ của Bình Tinh á, bé cái cũng nhầm. À, tự hướng dẫn dư luận, tự dẫn dắt cái đàn bò của mình đi. À, rồi cái xong xuôi im lặng luôn quê. À, cũng giống như bữa nay tôi nói là cái câu chuyện của cô ba Kiên Giang á, chắc cô không mua mật ong đâu, cái quê quá nó. À, thôi cô không mua thì thôi cũng được không sao, nhưng mà con đang lên live con nói cái chuyện này, con lại cái cô ba nó con đừng có lún sâu vào. Dạ con đã đúng lún sâu quá giờ không ra được. À, mày ganh tị, rồi cái ác tiếng nói của cô ba khi mà livestream, rồi xong xuôi cắt điện thoại ngang người ta luôn. Cái người này như vậy là có cái số điện thoại của Thám Tử Cao, và phân tích như vậy là cô ba này đã có xem cái drama này rất là lâu cho nên mới hiểu được. Người ta không cần ở bên trong, người ta không cần điều tra, nhưng người ta nhìn qua cái general, cái bề ngoài, và cái cách đối nhân xử thế cũng như là những cái diễn biến, thì người ta thấy rằng Thám Tử Cao đã biến tướng trong câu chuyện này. Tối ngày một người đàn ông mặc hết cái váy này tới váy kia, đi xăm soi, đi sâu vào quần chúng để tìm hiểu những thông tin, rồi đôi lúc tự đặt thông tin giống như là tìm được ba của Hồng Loan ở Đồng Nai, đưa đi chứng minh đi, bây giờ bị người ta kiện rồi đó, bị người ta nói đó, cha chú người ta chết 60 năm nay, bây giờ tự nhiên đem hình của người ta ra đó, bây giờ người ta kiện Thám Tử Cao rồi đó, cũng cái tội là đi đặt thông tin giả. Cái này là cái gì các bạn, nghiệp quật nè, cái miệng mà hại cái thân nè. Đi kiếm view kiếm like thì tự kiếm, mình nói chính xác, mình nói đúng, mình ủng hộ cho những việc làm gì mà nó đúng với lại lương tâm, đúng cái nghề nghiệp của mình, thì sẽ có khán giả xem thôi, và từ từ sẽ có nhiều nữa. Mình đi làm những cái chuyện mà tán tận lương tâm, đi hại con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tôi nói thiệt chứ ông Vũ Linh ông hay lắm á nha, ông linh hiện lắm á, ông về ông sẽ tìm những người mà rắp tâm hại con gái của ông á, ông trục xuất hết rồi, ông khai khẩu rồi, mới đầu đến trục lợi ông trục xuất hết rồi đó. Viết cái câu như thế này à, nhìn lên cái tấm hình của cố nghệ sĩ, người ta hiển linh chứ không phải là nói chuyện là anh Linh mày cứ 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 dẫn dắt tầm bậy tầm bạ không à. Tôi biết cái ý của Thám Tử Cao không phải gọi cố nghệ sĩ là bằng anh à. Nhưng mà nhìn anh Linh, ai mà nó nhìn anh Linh, nhìn vô cái di ảnh với ai mà nó nhìn vào cái anh Linh, nó tầm bậy tầm bạ không mà cũng nói nữa, điều tra riết là ngáo rồi hả, ngáo quyền lực. Bây giờ các bạn cứ tập trung vào vấn đề mà Thám Tử Cao tìm cha chồng Loan, tìm ra chưa, tìm ra rồi phải không, dẫn lên ngôi nhà số 5 đọc thời điểm đi, Hồng Loan chắc sẽ tán thưởng, cũng sẽ cho tiền thêm nữa đó, tại vì tìm ra được hay quá mà, điều tra giỏi quá mà, tìm mẹ của người ta ở Đồng Nai, anh chị em có 5 người nữa, trong gia đình bà con được 7-8 người, trời đất ơi, người ta có cha mẹ anh em mà có 7-8 người sao vậy, dòng họ người ta nữa anh chị, phải nhiều hơn chứ, phải mấy chục người mới đúng chứ, ông nội người ta nữa, bà nội nữa, cô chú gì nữa, sao mà trong gia đình của người ta có 7-8 người hả. Ráng giữ lời ha, mình tìm ra được cha của người ta rồi thì ngày nào á, YouTuber với anh chị em cứ lên cứ nhắc chuyện này hoài đi. Đây là những thông tin bị đặt xạo sự, xạo ngôn để có chuyện để nói, để làm cho thao túng tâm lý, để người ta tin vào những cái gì nó gọi là hư không. Các bạn bên kia hãy tỉnh lại đi. Đã Thám Tử Cao nói là tìm được cha người ta rồi, lấy ra đi, lấy bằng chứng ra đi.
công an người ta còn tìm không được nữa. Mình nói chơi cho vui vui ha. Bộ nội vụ người ta tìm không xong nữa. Cái này người bị đuổi ngành tìm được trong vòng một thời gian ngắn. Ngày xưa tìm không được, tự nhiên bây giờ cái lật mặt trở bánh vòng, đạp trên dư luận đi, cái tìm ra được ha. Hay thiệt ha. Tối là cái châm chích vào cái sản phẩm của Hồng Loan không à. Làm bằng được như người ta đi hãy nói, còn mình làm không được đừng có nói. Thành công giống như được người ta đi, bán hàng online bằng như người ta đi rồi hãy nói. Châm chích hả? Hàng ngàn người đang nhìn, và các người ta đã thấy cái sai của mình rồi. Lúng sâu, có nhiều người lúng sâu nhưng ta biết dừng lại kịp thời kịp lúc. Hỏi xung quanh của Thám Tử Cao còn mấy người, bao nhiêu người tin, bao nhiêu người là bạn của Thám Tử Cao. Những con người mà ăn nói sáng nói gì, chiều nói khác, ai mà tin tưởng, phải không các bạn ha? Mai mốt nó quay sang, nó quất luôn cả cái chị bán tôm cho coi. Rồi mấy người bán mặt ong ha, các em luôn cho coi. Chị Hồ Kim, bây giờ mình đọc bình luận ha. Mến chào Cali Sài Gòn, mong ông dạy dỗ và chăm sóc bộ ba Tam Sơn Ngũ Quái thật kỹ, nhất là thằng Thám Tử Vô Ơn. À, Thám Tử Vô Ơn, à, kêu người ta Vô Ơn, bây giờ mình kêu lại Vô Ơn lại ha. Một ngày ông ra hai clip dạy dỗ cho nó ra con người thì chúng tôi đội ơn ông nhiều lắm. À, chị đừng nói chị đội ơn, mình mất cái cười. Không dám đâu nghe chị, mình thấy sao thì mình nói vậy thôi. Mỗi lần vô la dạo dạo nhìn mặt Thám Tử Vô Ơn, tôi trầm cảm vì cách ăn nói sất sược của nó. Giống như nó luôn bắt bọn bò u mê của nó phải cổ xí cho nó từ A đến Z. Tại sao lại có những người u mê đi tung hô một thằng ngông cuồng? Chúc ông vạn sự bình an. Và cảm ơn chị Hồ Kim ha. Ngọc Hạnh, tôi thấy lúc này Thám Tử Cao cũng sôi ni và lon. Nói ni rửa tiền làm gái, rồi tới nuôi Kumaton. Thật sân si quá, coi thường luật nhân quả. Cái này nó khùng rồi các bạn ơi. Các bạn thấy không, có một clip á, thì nó nói ni á, là làm gái à, chỗ này chỗ kia, đi ăn chơi vô quán bar à, đường Nguyễn Tân Thuật hả, quận nhất hả. Rồi sau cái lần sau cái lên clip nó không có nói ai nói thì nó chỉ đưa tin gì thôi, nó chỉ phong phanh gì thôi, còn ai suy nghĩ gì suy nghĩ, còn nói thì nó không có nói ni làm gái. Thằng này đó nó xảo ngôn lắm. Cái tôi phải dùng danh từ là xảo ngôn, tại vì sáng nói vậy, chiều nói khác. Các bạn cũng đã thấy qua những ngày tháng vừa rồi, có bao giờ nói thật lòng với khán giả đâu. Sẵn cái có bạn Angel Diệp đưa qua ông đạo diễn chút xíu luôn ha. Đạo diễn hết thời, lúc trước vào kho hàng lên mạng chửi nghệ sĩ, ổng cũng chỏ mỏ vô. Đến khi bà Hằng vào T30, ổng lạng mất tiêu. Đúng đúng vậy. Đến khi ra mấy tháng, ổng đến nhà số 5 Đoàn Thị Điểm nói chuyện Hồng Loan. Ổng mới vào drama này thôi à, không bao lâu thì ổng lại quay xe. Thật là con người không hiểu nổi được luôn. Ông này là làm ăn theo kiểu thời vụ giống như mà vụ lúa thu. Mùa thu thì làm mùa thu, mùa hè thì làm mùa hè. Rồi nhảy vô nhảy ra vậy. Hễ có cái drama nào có ăn thì ổng nhảy vô, rồi ổng quay xe, rồi ổng nói này nói kia. Đại khái là mấy con người này làm YouTube là để kiếm ăn, chứ không phải là có một cái chính kiến đàng hoàng. Hạnh Lưu, không phải thầu mà là ăn cắp tiền trắng trợn. Chính xác là việc quản lý số tiền phải là Hồng Loan, nhưng con Hồng Phượng nó đã ăn cắp trước mặt của Hồng Loan. Tổm nha. Những cái vụ việc này bây giờ Thám Tử Cao đâu có nói nữa đâu. Thầu đám tang ăn tiền sao kê cũng không dám nói nữa rồi. Tại vì sao bây giờ đi đôi với họ rồi. Bây giờ đối với họ là những người mà gian manh, những người mà thầu đám tang rồi ăn trên xác chết kền kền á, là bạn của họ rồi. Giống như là Tuyết Bông nè, Hồ Tuyền nè, họ nói là họ lấy những thông tin chính xác này kia nọ của những người mà quen biết với là Ni. Tưởng ai? Hồ Tuyền
với là Tuyết Bông. Những con người này làm bạn với họ được thì các bạn cũng đã đủ biết rồi, ngu tầm ngu mà, mã thì tầm mã. Tôi nói thiệt chứ, hầu giữa Hồng Loan và Hồng Phượng trứng rồng lại đẻ ra rồng, mà liêu điêu lại đẻ ra cái dòng liêu điêu vậy. Hãy mà ngu thì là tầm ngu. Một bạn thì có nói, bạn user XB1NG thì có nói rằng hai bà đeo gương tưởng là trí thức cao, ai ngờ giờ là bán cá cấp bậc cao. Hai bà đeo gương, à là bà Thái Dương với lại cái gì các bạn, củ tỏi là cái gì quên này, à, Trang Vina. Và họ tự mâu thuẫn với bản thân họ, sao họ không thấy hổ thẹn trong bản thân của mình. Bạn Nguyễn Yến thì nói, ba tôi thường nhắc các con và các cháu, họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vô, ta chờ xem kết quả từ những người này. Bạn Hiền Hoàng Thị, đúng ra bọn Tam Sơn là lưu manh giả danh trí thức, ngồi một chỗ rồi tìm những thông tin của bọn cùng gia đình nhà nó rồi bêm người khác mà thôi. Bạn Hà Nam, chào anh Kali, ủng hộ kênh. Thám Tử Cao là một tên tiểu nhân đê tiện xã hội nhất. Tôi mắc cười cái vụ Bình Tinh, vừa lên bài là nó chụp liền rồi đổ ngay cho là Hồng Loan. Giống như kiểu mà nói là Bình Tinh đang bêm Hồng Loan các bạn. Nhưng mà bé cái nhầm, Bình Tinh lên clip ngay, thiệt nhục, chỉ có nước đội quần chui xuống bồn cầu mà sống với cái thối đó lùng ơi. Thương thay cho một kiếp người được cha mẹ lo cho ăn học bằng người. Nghe bị người ta chửi đi à, Thám Tử lùng ơi, vô mà nghe người ta chửi là hết, người này chửi tới người kia chửi. Thì bạn Nguyễn Yến hay Nguyễn Yên cũng tiếp tục nè, chào chủ kênh. Không phải là Thám Tử Cao không hiểu Bình Tinh à, hoặc là Song Minh nói gì nhà báo Song Minh đó các bạn. Thám Tử Cao không muốn hiểu, cậu ấy thừa thông minh, chẳng qua gì quê, ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng quyền lực mà thôi. Quê thì khó quê. Trong đây có nhiều bạn thì cũng thám tử cái gì đó ha, thì mình nặng quá thì mình không nói ha. Nó kêu gọi quyên góp từ thiện, tiền bá tánh, thập phương, tiền nhiều, rồi đi uống bia ôm, massage hả? Đi thì chắc cũng không cho ai thấy đâu, mình thì chưa có chứng cứ đó. Trời ơi, chị Hồ Kim ơi, chị Hồ Kim 2956, tôi cũng phục chị luôn, nói câu này mà tôi cũng mắc tức cười này nha. Like, cảm ơn tiếng nói công tâm của Cali Sài Gòn, ông nói hay đến nỗi ngày nào tôi cũng phải nghe ông nói tôi mới ăn cơm được. Ây da, chị làm mắc cười quá. Qua là chia sẻ giảng giải từng chi tiết này đến chi tiết khác, ông đã lột được tất cả mặt phải và mặt trái của xã hội, nhất là Thám Tử Cung. Mong ông dạy dỗ đối tượng Mã Tử Lùng này, vừa kêu Thám Tử Cung vừa kêu Mã Tử Lùng nữa, ai đây, hai người này là một mà. Dạy dỗ đối tượng này thật nhiều để nó giác ngộ mà đi đường ngay thẳng. Ngưỡng mộ ông và cảm ơn ông nhé. Chúc ông thật nhiều sức khỏe và vạn sự may mắn bình yên trong cuộc sống, đa tạ. Cảm ơn chị Hồ Kim rất là nhiều. Chị nói không nghe ông nói tôi ăn cơm không được. Hôm mai mốt thâu âm lại đi, dài ba clip rồi để trước khi ai đây ăn cơm mới để đó nghe. Cảm ơn chị thật nhiều nha. Là mình nghe mình cũng cảm động luôn á. Liêm Vũ, cái ông đạo diễn tưởng già còn chút liêm sĩ đạo đức hóa ra cũng là thứ mất dạy. Cũng vì tiền, ba cái view rẻ tiền đặt tiêu đề toàn mất dạy, khiến người ta nhắc đến là cai cú toàn phương tiện, còn toàn phường đê tiện. Điền Nguyễn,
Chào anh Cali Sài Gòn, lời nói của anh rất đúng, có nhận xét đôi bên mới nói lên cái sự trung thực nhất của mọi người mà cho khi mà người ta nghe mình nói đó các bạn. Tại chúng ta phải nhận thức được hai bên, và chúng ta nghe hai clip nói gì nói qua nói lại, chúng ta phải nhận thức được cái điểm đó. Dư luận thì có hai chiều mà. Tôi cũng đồng hàm ranh, Hồng Loan có nói gì đâu, suốt ngày lo bán mà bộ ngũ quỷ này chửi Hồng Loan không còn chỗ nào cả. Tôi thấy Hồng Loan rất đáng thương. Mong rằng có nhiều kênh YouTube như anh lên tiếng nói rộng ra thêm cho mọi người cùng nghe. Chúc anh nhiều sức khỏe. Vâng, bây giờ họ cay cú lắm khi họ quay xe ra, họ không có bằng lòng với lại cái cuộc sống của Hồng Loan. Bây giờ họ muốn Hồng Loan vẫn nghèo, vẫn như giống như là kia để dễ bề họ thao túng, họ dễ bề họ xây cái cuộc chơi này. Nhưng mà khi mà họ không nắm được cái tình hình nữa đó, họ đem cái ông luật sư kia vô không được nữa rồi, mà ông luật sư đó là cái người mà làm cái sao kê rồi vấn đề kiện nhà báo 20k cũng không được nữa. Cảnh sát điều tra người ta trả hồ sơ về, ổng đâu nói cho ai nghe đâu, ổng gạt hết người này gạt người kia, gạt luôn cả người yêu bé bỏng, gạt luôn cả cộng đồng, gạt luôn cả luật sư Ngọc với lại Hồng Loan và Ni, mà ổng giấu chứ giống như ổng đang điều tra, nhưng thật ra đâu còn điều tra gì được nữa đâu. Tùng Sơn, con cả của tội mục đích đưa luật sư người tình của củ tỏi vào giúp đỡ miễn phí cho Hồng Loan, nhưng không phải nó đưa vào để môi tin tức rồi cũng cáp cho nó để nó có những cái tin hot, tin nóng, tin hay hàng ngày. Đúng vậy, bởi vì ngày xưa nó lúc nào cũng tự đắc nhưng là quen với Ni, lúc nào cũng sẽ có cái những cái tin tức tốt nhất khẳng định với khán giả vậy luôn. Mà khi họ đạt được mua đồ, khi họ không đạt được mua đồ thì chửi người ta, nhất là Ni là một người rất thông minh, hiểu biết, đọc được tâm địa của củ tỏi nên tìm cách đánh bật Ni ra khỏi Hồng Loan nhằm bắt nạt Hồng Loan dễ dàng. Không bao giờ xem kênh của củ tỏi. Cộng đồng mạng ơi, bây giờ thì nhiều người biết lắm rồi, và cái view của họ bây giờ nó xuống thấp lắm, nó không có giống như ngày xưa. Ngày xưa họ đạt được view cao lắm, tại vì họ binh cho lẽ phải và công lý, còn bây giờ thì hết rồi. Hồi đó cũng tội nghiệp cho Lộc Vườn Cây. Lộc Vườn Cây bị họ bem quá trời bem luôn. Lộc bước nó họ gọi Lộc Vườn Cây với cái tên là Lộc Bứng Cây ấy, này kia nọ, ghen ăn tức ở người ta, với ghen lại với lại ông luật sư, nói Lộc Vườn Cây là gạ tình luật sư, rồi những chứng cứ Lộc Vườn Cây đưa ra là không đủ thuyết phục này kia nọ. Nhưng mà thật sự ra những cái chứng cứ, những cái mà Lộc Vườn Cây tìm là có lợi cho Hồng Loan không, và nói ra cái sự thật, nhưng họ không được nói trước, họ lại không tìm ra được những cái chứng cứ đó, hoặc là họ không tìm được cái thông tin về cái pháp luật trước của Lộc Vườn Cây, cho nên họ rất là kêu bằng là cay cú Lộc Vườn Cây lắm khi mà Lộc Vườn Cây nói lên sự thật. Tại họ muốn dẫn dắt dư luận và họ muốn thao túng tâm lý Hồng Loan mà, nhưng bị Lộc Vườn Cây chỉ ra những cái điểm đó, cho nên rất là cay cú với Lộc Vườn Cây. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình cái like, một lượt đăng ký kênh, cũng như là chúng ta hãy nói với nhau, những anh em YouTuber hãy chăm sóc Thám Tử Cao thật nhiều về cái vụ mà tìm cha tìm mẹ của Hồng Loan đó. Đưa ra đi, lấy ra đi, đưa bằng chứng ra để người ta xem nha. Ok, xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau.